Sách giáo khoa giả được sản xuất tràn lan, trà trộn với sách thật. Về mặt hình thức, sách giả, sách in lậu đôi khi có thể giống đến 90-95% đối với sách thật. Sản xuất sách giả, hành vi vi phạm bản quyền và luật xuất bản kèm theo những hệ lụy trong giáo dục. Vấn nạn sách giáo khoa giả đầu năm học mới. Thưa quý vị, năm học mới đã bắt đầu hơn một tháng nay, thế nhưng những cuốn sách giáo khoa giả có lẽ vẫn đang làm đau đầu lực lượng chức năng tại nhiều tỉnh thành phố. Ngay tại Hà Nội, nhiều cơ sở in ấn cùng các kho tập kết sách giáo khoa giả liên tiếp bị lực lượng chức năng thành phố phát hiện và xử lý trong thời gian vừa qua. Một cơ sở in trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thời điểm kiểm tra, các dàn máy in vẫn đồng loạt chạy hết công suất. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 60.000 cuốn sách giáo khoa. Đáng nói, chủ cơ sở in không hề xuất trình được bất kỳ một giấy tờ nào liên quan đến việc in ấn và phát hành lô sách giả này. Có cả sách, có cả ấn hoàn phẩm của nhà xuất bản giáo dục là những cái mà chúng ta đều định nghĩa một cách từ xưa đến nay là sách giáo khoa. Số lượng nhiều, hành vi rõ ràng, có dấu hiệu của hàng giả, có dấu hiệu của vi phạm về sở hữu trí tuệ. Còn đây là kho tập kết với hàng chục nghìn cuốn sách giáo khoa thành phẩm. Tất cả đều được dán tem chống giả của các nhà xuất bản hết sức tinh vi. Chỉ khi lực lượng chức năng có thiết bị kỹ thuật soi chiếu thì mới biết là sách giả. Và phải so sánh rất kỹ với sách thật thì mới thấy sự sai lệch về nội dung hay lỗi câu từ. Sách lậu này thì ngoài cái việc tức là nó làm rối loạn cái thị trường sách, nhưng mà rất nguy hại hơn nữa, tức là những cái cuốn sách lậu, sách in cầu thả, in vội vàng, in sai như thế này, nó gieo vào đầu học sinh những các cái sai lầm thì rất nguy hại cho thế hệ học sinh của chúng ta. Theo cơ quan chức năng, đầu năm học mới, nhu cầu về sách giáo khoa cũng như các loại sách tham khảo, tài liệu phục vụ học tập tăng cao. Đây là thời điểm để các đối tượng làm giả sách giáo khoa tung ra thị trường nhằm trục lợi. Như quý vị có thể thấy là trên tay tôi lúc này đang là hai cuốn sách học mỹ thuật lớp 5 của nhà xuất bản giáo dục. Một cuốn là mua tại nhà sách của nhà xuất bản, còn một cuốn được sản xuất tại các cơ sở in sách giáo khoa giả. Về mặt hình thức thì nếu mà nhìn qua thì đúng là không thể phân biệt được đâu là sách thật và đâu là sách giả, đúng không ạ? Vì cả hai cuốn này đều được dán tem chống giả ở phía mặt sau. Và chất lượng màu sắc cũng như là giấy in bìa thì không mấy khác biệt. Sự khác biệt duy nhất là chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, đấy là logo của nhà xuất bản giáo dục được in với màu sắc khác nhau. Và bên cạnh đó, chỉ khi mở nội dung bên trong ra thì chúng ta mới nhìn thấy thật là rõ ràng sự khác biệt giữa sách thật và sách giả. Về sự sắc nét của các bức vẽ được sử dụng ở đây ạ, chúng ta có thể nhìn thấy ở cuốn sách thật thì các bức vẽ được sử dụng trong bài giảng sắc nét hơn rất là nhiều, màu sắc rõ ràng. Còn ở cuốn sách giả ở đây thì giống như là màu sắc là được chụp lại từ sách thật và in ra, nên rõ ràng là màu thì xấu hơn và độ sắc nét thì cũng kém hơn và mờ hơn rất là nhiều. Nhưng thưa quý vị, đấy là khi mà đặt hai cuốn sách lại gần với nhau như này để mà so sánh thì chúng ta còn có thể phân biệt được đâu là cuốn sách thật, đâu là cuốn sách giả. Nhưng nếu như mà chỉ có một cuốn sách thôi thì phân biệt thực sự là rất là khó. Đây là cái khó đối với các bậc phụ huynh cũng như là nhà trường khi mà tìm mua sách giáo khoa đầu năm học mới. Năm nay con chị Diễm bước vào lớp 1. Năm học đầu cấp lại là chương trình đổi mới nên chị Diễm rất quan tâm đến vấn đề chất lượng sách giáo khoa cho con. Đặt niềm tin vào việc lựa chọn sách của nhà trường, song khi nhận sách về, chị vẫn cẩn thận kiểm tra từng cuốn. Sách giáo khoa thì hiện nay như con nhà tôi là mua qua nhà trường. Khi mà bản quyền được tôn trọng thì người ta làm nội dung và hình thức cũng sẽ tốt hơn. Có sự cẩn thận này là bởi với kinh nghiệm của một người làm sách, đọc sách nhiều năm cho con, chị Diễm đã không ít lần bắt gặp những cuốn sách giả, sách lậu không đảm bảo chất lượng cả về hình thức lẫn nội dung. Và hiểu nếu nó là sách giáo khoa thì mức độ nguy hại với con sẽ còn lớn hơn. Trên sách cho trẻ con mà lại có cả cảnh là cho một cái con vật nó hút thuốc, chưa kể là có những cái phần in ấn cũng không được tốt, thì đấy là câu chuyện mà nhiều phụ huynh như mình sẽ rất bức xúc. Trên thực tế, sách giáo khoa giả không chỉ là nỗi lo của các bậc phụ huynh mà còn của chính các nhà trường. Các thầy cô cũng đã chủ động trong việc đưa ra những cách phân biệt đơn giản giữa sách giáo khoa có bản quyền và sách in lậu. Có nghĩa là nó sách nó xấu, chữ nó in không mẫu không chuẩn. Thế chứ mất là thẩm mỹ là đã có vấn đề ở đấy rồi.
Thứ hai là thông tin thì nó bị thiếu, cho nên là nhiều khi nó không mang đến những kiến thức chuẩn mực cho người học, thì nó ảnh hưởng đến cái việc nhận thức của học sinh. Những cái sách bán ở ngoài đường không rõ chữ, rõ nét và không có tên nhà xuất bản ạ. Tuy nhiên, theo các bậc phụ huynh, mong chờ vào các biện pháp cứng rắn cũng như những chế tài nghiêm khắc hơn với nạn sách giả, sách lậu vẫn đang là cách mà nhiều phụ huynh có thể làm bên cạnh việc chủ động trang bị cho mình kỹ năng chọn sách cho con. Không có giấy phép xuất bản nên dĩ nhiên 100% các cuốn sách giáo khoa giả sẽ không được thẩm duyệt về nội dung. Hành vi sản xuất và buôn bán sách giả không chỉ vi phạm về bản quyền và luật xuất bản mà còn ảnh hưởng đến chất lượng của nền giáo dục hiện hành. Thế nhưng chế tài xử phạt cho hành vi này, theo các chuyên gia, được xem là chưa đủ nặng. Theo quy định hiện hành, đối với các ấn phẩm như là sách giáo khoa, các đối tượng có hành vi in, buôn bán sách giáo khoa giả cũng chỉ bị phạt hành chính cao nhất là 30 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, nếu chỉ xử lý vi phạm về in ấn xuất bản như vậy sẽ không đủ sức răn đe. Các vụ việc làm giả sách có quy mô lớn lên tới hàng chục ngàn cuốn sách giáo khoa giả có thể chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý về hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ và tội sản xuất hàng giả. Và trong công tác ngăn chặn nạn sách giáo khoa giả, rất cần sự thay đổi tích cực từ chính các nhà xuất bản để bảo vệ những cuốn sách do chính các đơn vị này phát hành. Không sử dụng tem chống giả. Năm nay, 100% đầu sách giáo khoa lớp 1 được phát hành đều được gắn mã QR ở trang bìa sau. Đổi mới công nghệ in ấn được nhà xuất bản này kỳ vọng là giải pháp đẩy lùi vấn nạn sách giáo khoa giả. Trong cái tem công nghệ này, nó có cái mã QR code. Thì có thể sử dụng các cái thiết bị điện tử thông minh để mà soi vào đây thì có thể ra các cái đường link để truy cập vào các cái trang web của nhà xuất bản, phần thẻ cào. Thì học sinh có thể cào cái phần thẻ này ra để lấy cái mã ở trong cái phần thẻ cào này để truy cập vào, đăng nhập vào để sử dụng các cái phiên bản sách giáo khoa điện tử phụ trợ cho cái sách giáo khoa giấy. Liên tục cập nhật nội dung, đổi mới hình thức thể hiện của các đầu sách giáo khoa hiện nay cũng là cách nhà xuất bản này bảo vệ bản quyền sách thật. Tuy nhiên, theo các luật sư, khi việc sao chép nhân bản một cuốn sách mới thực sự dễ dàng với công nghệ hiện nay, thì bản thân các nhà xuất bản phải chủ động lên tiếng, đấu tranh với hành vi sản xuất, buôn bán sách giả. Cái gian nan đầu tiên là phải có tố cáo của chủ thể quyền. Cái gian nan thứ hai là vấn đề thu thập chứng cứ, phải chứng minh được những cái ngưỡng vật chất của hành vi vi phạm thực hiện. Đấy, và cái thứ hai tiếp theo là phải có cái đơn tố cáo. Và thứ ba nữa là phải có cơ quan cảnh sát điều tra. Cái này nó thuộc về cơ quan lực lượng cảnh sát điều tra hình sự, người ta tham gia vào. Bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng cùng các nhà xuất bản trong việc ngăn chặn hành vi sản xuất sách giáo khoa giả, theo luật sư, bản thân phụ huynh và nhà trường khi lựa chọn sách cho trẻ cũng cần tìm đến các đơn vị cung cấp hiệu sách uy tín, từng bước xóa sổ các cuốn sách giả, sách in lậu trên thị trường.